Chicharito. Mình quay tay run run. Không có năng khiếu về nghệ thuật. Nhìn đây anh em về mưa rồi. Anh quan cối là có bóng quá phô pha dốc bóng tái hiện quả với bàn thắng nhiều với điểm bốn. Còn đây là Andy Caron. Hôm nay anh em đã mấy chàng pháo rồi. Đúng cái lúc mình quay, cả bố là chị đi bà. Thanh niên. Bóng đi quá nhanh. Anh Cường anh đang làm siếc với trái bóng. Quang Cối. Đội tên gì nhỉ? Thì ta gọi tạm gọi là FC Đô Lương Nghệ An. Các anh nó mới thành lập và đây là trận đầu tiên các anh nên kết quả này khá là phũ. Thủ môn hôm nay chơi quá xuất sắc. Chia sẻ đi. Đây là David. Rất bình tĩnh. Sang đánh cho Thạch. Vâng. Anh lại làm sót nữa. Các anh thao hồ bắn phá. Mệt quá rồi. Trận đấu đã kết thúc. Tỷ số là 10-10. Hình như là 12 năm thì phải. Anh phát biểu cảm nghĩ sau trận đấu.
nay tôi thực sự rất hạnh phúc bởi vì tôi đã ghi 4 bàn giống giống với Messi. Cầu thủ Đạt, anh cho biết cảm nghĩ sau trận đấu. Anh có thể giải thích về cái dấu dưới chân anh không? Anh có một cái dấu nữa trên này, trên lát Salafat. Đá giải đá này vô địch. Chia sẻ anh chia sẻ đi đá. Đây á. Bây giờ chụp giờ điện thoại mày. Hôm nay không mang máy ảnh không ạ? Điện rồi cùi có 3.2 thôi. Đây đây đây. Vâng, chúng tôi sẽ phỏng vấn Lão Hạc ạ. Anh cho biết phong độ khủng khiếp của anh hôm nay. Hôm nay anh mới bán chó vàng. Lão Hạc, làm keo nhờ. Đi. Đi đâu, hẹn bạn gái à? Bạn gái sẵn sàng bỏ ngay. Làm sao? Biết thì sao? Ăn gái thì không có, phải chó thì không có. Không đi bạn trai. Trông to thế này mà lại đi mi đi mi à từ từ muốn muốn phòng anh dự đoán thế nào về đội hình 4-4 sắp tới? 4-4 thì chắc chắn là mình là đội trưởng rồi. Anh sẽ áp dụng chiến thuật nào cho hai team của chúng ta? Tất nhiên nếu mà tớ cầm chấm tuyển đầu cánh thì trong cánh tớ cứ việc lên 4 thẳng. Phòng độ rất tự tin là anh.